Đây có con máy 8 Plus để thay kính lưng này, áp căng đét nhé, nhìn nhé, áp nhé, đó căng đét chưa, căng đét mút căng cứng luôn nhé, ốc kia các thứ chưa bị bóc nhé, đây ốc đít đây chưa bị bóc đây đó, nhưng mỗi tội bị thay kính lưng này. Đây cái nhìn cái viền nhựa này, cái viền nhựa tiếp xúc giữa cái lớp kính và cái vỏ ấy thì nó sẽ có những cái vết bị cạy. Đây có một vết rất nhỏ này, một vết này, hai vết, ba vết, bốn vết, đây là những vết nhỏ nhé. Còn đây này nó cạy này. Đó, đây là những vết lớn này, cả cái dãy này này, cái chỗ này là cái chỗ đầu tiên nó cạy, có nghĩa là các bạn để hình dung cái chỗ đầu tiên nó cạy nó sẽ nhầm nhở này, còn cái chỗ này này khi là nó cạy những cái miếng kính nó bị sót, nó có thể nó bị va vào này. Đó, khi nó cạy đây xong rồi đấy, nó sẽ rũi từ đây lên, nó rũi từ dưới lên, thì đây là cái chỗ nó bị cạy nhầm nhở nhất này. Cái viền viền của cái răng à, viền của cái viền nhựa này nó hơi cao lên một chút, mặc dù đấy là có những con máy zin cái viền này nó sẽ cao hơn là cái viền kính, tại vì là đây nó là sản xuất công nghiệp nhé, chứ không phải là con nào nó cũng giống con nào. Đây mình có một con máy máy zin này sạc hai lần này, đây cái viền nhựa nó các bạn nhìn này, đó nó không hề có hiện tượng bị cạy như đấy nhé, nó rất mịn nhé. Đó, mặc dù là cái tỷ lệ ở trên này có thể nó sẽ rộng, đây cái tỷ lệ giữa khoảng cách giữa kính và cái lớp nhựa này nó sẽ không đều, các bạn sẽ không thể nào nhìn nó đều tăm tắp được, bên này nó giống bên này trên này giống bên dưới không, nhưng nó không có hiện tượng đấy là bị cạy cái viền nhựa nhé, nó đều tăm tắp này. Còn còn cái thằng này này thì không, nó có đều tăm tắp đâu, nhìn này đây nhá, đang đều này nhá, đó đâu cái vết cạy rồi, nhìn màu tối này nhìn lên khó quá. Đây một vết này, đây này đầu ngón tay mình này, một vết này, vết nhỏ tí tí nhá, hai vết này, ba vết này, bốn vết này, đây là những vết nhỏ tí tí nhá. Còn cái vết rõ nhất thì là đây, đây nhìn phát thấy ngay nguyên cả cái miếng này này, đó, đó nó cạy này. Đây nhìn nó cạy vát hẳn đi này, đó đây nó cạy vát hẳn ra này, nhìn kỹ nhìn thấy chưa, đó nhìn thấy chưa, lõm hẳn xuống nhé, cái vết cái viền nhựa này tự nhiên nó vát hẳn xuống. Cái vỏ này là vỏ zin nhưng cái kính lưng này đã bị thay nhé, thay có thể nó thay cái kính lưng zin, bây giờ nó nhìn nó chẳng khác gì cái kính lưng đã được, cái kính lưng của máy cả, nó không khác, nó phải khác bằng cách đấy các bạn kiểm tra cái viền nhựa này. Đó, cái viền nhựa này đây nhìn em nó đều tăm tắp này, đó nó đều tăm tắp, nó không có hiện tượng bị cạy mở. Còn những cái bẩn ở trong này, bụi bẩn vào này thì bây giờ bảo vệ sinh thì chỉ có lấy bàn chải loại nhỏ vệ sinh, tay cứ miết vào này thì nó cũng sẽ vào đây, bẩn nó sẽ bụi bẩn nó sẽ chui vào. Đây kính lưng nó thay thay đẹp hết, nhưng nguyên áp thay vẫn nguyên áp, tại vì giờ đây nó không cần phải mở, không cần mở máy, nó có cái tia laser nó bắn bắn hết vào đây thì nó sẽ bong cái lớp keo, cái lớp keo nó sẽ vẫn dính vào cái kính này, nó sẽ dính vào cái lớp vỏ, cho nên cạy ra rất khó chứ không phải là dễ đâu, không phải là bắn hết lớp keo nhấc nhẹ cái nó ra. Nguyên áp, áp càng đẹp nhé, 8 Plus đây. Đó, một con thay kính này, con này trả lại, bịt cái tem của họ lại, không đến lúc này chửi nên là mẹ cứ lấy máy bố mày lên quay. Đó, đây thay kính lưng. Ở dưới đây thì còn, đây dưới đây còn trả lại những con đốm cam rồi là bị lỗi phản quang ABCD, mất áp mất điếc các thứ này để dưới đấy. Còn ở trên này mình quay cái con bị thay kính lưng. Đó, thế nhá.